Đây là sản phẩm của Metatown do đồng chí Tú ở Đại Mỗ ở đặt à? À, đây là củ loa tác phẩm đầu tay đây, bát 30. Củ loa này có tham số tuyệt vời, phải tương đương với những cái củ loa đôi hàng nghìn đô la một đôi. Đấy. Nhìn hình trước này không biết có được không nhỉ? Đẹp quá. Đẹp hay xấu? Quá đẹp luôn. Cứ giống loa Việt Nam làm đấy. Bước sau nhé các bạn, mà dựng loa không phải mua loa Tây đâu nhé. Đến đây thì loa tham số nào cũng có. Bây giờ tôi tiến hành cái tham số để đo cho các bạn. Nhìn cái tham số đo của nó rồi đánh giá. Biết bắt đầu đo. Kia là một chiếc, kia là chiếc thứ hai. Đó là thế rồi. Bước đầu tiên phải đo điện trở một chiều. Ở đây mình đo điện trở một chiều thì mình dùng cầu đo nhé. Cầu đo là chính xác tuyệt đối chứ không phải như đồng hồ bản năng nhé. Sáu phẩy bảy ôm. Rõ. Con này điện trở một chiều 6,7 ôm. Bây giờ đo tham số nhỏ. Khi mà dựng loa cao cấp để mà muốn ra một tiếng trầm chuẩn như của Tây người ta làm ấy thì phải có tham số nhỏ nhé. Tham số nhỏ này là trong data sheet của các loa bán trên thị trường nó phải có cái tham số này. Có tham số này thì nó mới... nó là cơ sở để tính toán về thể tích thùng loa. Khi đo thì để cầm làm sao hoặc là có cái giá treo thì thôi cầm tay cũng được. Để cho nó vuông góc cái màng loa, cái mặt phẳng màng loa với. Thôi không cần cái này đấy. Với mặt đất, đằng trước để thoáng. Siết. Ủa con này cộng hưởng 18 hec. Đỉnh không được. Đây là thùng thử loa nhé. Bây giờ lấy cả sức mình đè lên cái loa cho nó kín. Thôi giờ xem. Đây. Thì này. Xong. Bây giờ là anh máy vi tính anh sẽ tính toán lại con số này. Đây là và đây là điện trở của một chiều này. Đây là đường kính của màng loa này. Đây là thể tích của cái thùng thử loa này. Calculate. Đấy, đây là thông số này, thông số này là đỉnh đấy. QTS 0,2, tần số cộng hưởng 16,35 Hz. Cái loa này là báo hiệu cho một tiếng trầm cực kỳ sâu này. Rồi, bây giờ cái file này ta sẽ xuất ra một cái... trích xuất ra một file để lưu nó vào đây. Đây, đặt tên nó là bát 30 để 30 cm này. Tú Đại Mỗ đặt. Đặt hàng năm bây giờ là tháng 5 nhỉ? Tháng 5 2020. Đấy. Lưu vào.
Bây giờ từ củ loa này ta sẽ dùng phần mềm bắt bốc ta nghiên ta thiết kế một cái thùng loa. Đây là cái tham số đo lần trước nhưng mà thôi, biển lạp tham số mới này. Đây này, bây giờ viết những cái tham số này ra đây thì mười sáu phẩy 35 hét này, RE 6,7 ôm này, QT bằng 0, cái tham số QT là quyết định là quan trọng nhất để tính toán thùng nhé, 0,2. Nhìn vào đây, vẽ viết vào đây này, QE bằng 0,24. Đây là chỉ những tham số tối thiểu để lạp vào là máy nó sẽ đọc ra. Sao lại thế này? VAE 680 lít. Ô sai sai đâu nhỉ? Có khi phải đo lại hết. Chạm gân. Quay tiếp. Đấy, đây mới là đúng rồi, nhìn là mình đọc gia vị luôn này. Đấy, bây giờ phải lưu lại cái này, đây mới là tham số chuẩn, nhìn này nó mới đúng của nó. Cứ quay bừa đi, kể cả quay những làm sai, đâu file lúc nãy đâu nhỉ? Hai tú 30 thì bắt 30. 30. Không phải. Tú đại mỗi đặt hàng đấy, nó năm 20 đây. Hủy cái file đi. Thôi bây giờ mình ghi cái tham số này, cái kia chỉ để lưu nhớ thôi, bây giờ phải ghi trực tiếp này là 16,7 hét này, RE 6,7, cái này thì không cần ghi cũng được, mình nhớ này. QTS bằng 0,23, QTS 0,23 là chứng tỏ rằng nam châm nó rất là lớn đấy. Lực từ là hơi bị mạnh ấy. Quy mạnh này như là kiểu tannoy hay dùng từ mạnh. 0,26 QM 2,53. Đây này, mình hôm qua mình dùng cái cuộn dây kia để cho cái QM đó nó lớn lên này. Cuộn dây nhôm thì nó QM nó hơi thấp mà lại mềm nữa, nó càng thấp. 2,53. VAS 499 cho mẹ 500 lít thì 499,52 cho là 500 lít cho nó gọn. Củ loa này là độ nhạy là 91,85 decibel. Đấy. Củ loa bát 30 đừng có tham độ nhạy cao nhé, 90-91 decibel là đẹp lắm đấy. AR3 nó chỉ có 85 decibel, nó kém một này 6 decibel, nhưng mà mình là dùng thùng to mình phải nhạy hết nó. Đấy, nhưng mà 93 decibel là mình hơi lăn tăn vì 93 decibel nó dẫn lên nó bị nhạy quá so với cái thùng của mình. Đây nhé, bây giờ lạp vào tham số này để tính toán thùng. Phải làm cái này nó mới ra được tiếng bát tốt, chứ còn ông cứ làm mò ông lắp theo cái kiểu amateur. 2,53. MF ấy là nó là số gì?
M10S này. M10S phải xem lại cái này. Rồi máy nó sẽ tính ra thôi. 500 lít. Thôi những cái này thì được rồi. QES là 0,26 này. 26 rồi. Đây tất cả những tham số gì đây rồi nhé, cái tham số tần số cộng hưởng này, QTS thì sẽ máy sẽ tính ra này, VAS đây là những tham số quan trọng, từng này tham số là máy này nó sẽ tính ra đầy đủ tham số như lễ mình đỏ đây nhé, đây. Đấy tính ra luôn, đấy nó tính ra luôn, đấy cái đấy. Các máy nó tính toán mà vẫn có những sự dùng sai khác nhau một chút. Tùy từng thuật toán và từng chương trình phần mềm nó tính. Nhưng mà nó khác nhau không đáng kể, về cơ bản là nó thôi. Đây là cái MMS này này. Là 1,29mm. Khi mà tác động một Newton, một lực một Newton vào màng loa sẽ, màng sẽ di chuyển 1,249 ly. Đây là độ mềm rất cao. Độ mềm này còn cao hơn cả cái củ loa của AR3. Của AR3 là chỉ có 1 ly đây, đây của mình 1,249 ly là cực mềm. Khả năng dao động cực tốt. Tốt thì tốt, thì mềm thì tốt thôi. Nhưng mà mềm thì không được, nó phải có cái độ dao động này, chứ mềm mà nó lại mềm bọt ra thì chết. Đấy, nó phải nảy tưng tưng này, mềm mà nó vẫn cứng cáp này. Đấy. Chứ không phải mềm mà ấn vào ở đâu nó ở đấy thì chết. Ấn đâu thì nó phải về vị trí cân bằng nó, đấy. Thế mới là tốt. Mềm thế gọi là mềm. Mềm là gọi là mềm mại chứ không phải mềm mọt. Mềm mọt giống của bà già, giảm sóc của bà nó mềm quá. Nhưng mềm của bà, các cô trẻ thì nó nhún nhảy, nó rất mềm nhưng nó vẫn cứ nhún nhảy. Lò xo tốt. Đấy, bây giờ ta mới tính toán ra một cái thùng loa. Bây giờ thùng của mình cố định thì là mình đưa 86 lít mình đã ấy, 86 hay 80 lít? 86. Phải trừ đi cái thùng loa chung ở trong. Thì chắc là phải tầm 80. Thôi cứ cho là 80 nhá. 80. 80 đi. 80 lít. Đây nhá, tính là máy nó sẽ đề xuất cho mình cái tần số cộng hưởng là 26,38 Hz này. Là cái tần số cộng hưởng của thùng. Của thùng. Đấy, bây giờ là đã ra đáp tuyến rồi. Bây giờ xóa cái này đi. Đấy, riêng cái công mà thiết kế này đã đáng lại hàng tiền triệu đấy nhá, không phải chuyện đùa đâu. Đấy nhá, đây là tham số cái thùng đây này. Này, chưa có ai hướng dẫn cái tỉ mỉ như chú đâu. FB bằng 26,38 Hz. F3 bằng 39,88 Hz. Đây là nhìn cái đáp tuyến này này. Cái này bé quá nhỉ. Đấy nhá, ở đây là 40 Hz. 40 Hz bắt đầu là đáp tuyến đi xuống ấy này. Đấy. Đấy. Trên đây là tính là tần số cắt của nó là F3 này, 39,88 Hz. Đấy, chỗ này là nói lên là cái điểm 39,88, cái gọi là 40 Hz ấy thì là tần là thanh áp của nó sụt giảm 3 decibel so với cái dải trên này. Dải trên của nó đây nó lên 92,8 decibel. Quá đặc. Nhưng mà đến đây là nó sẽ còn cứ gọi cho là 90 decibel ở 40 Hz. Còn cộng hưởng cái thùng này là 26,38 Hz. Đây cái tần số cộng hưởng này nhé, muốn xem cái tần số cộng hưởng thì xem cái đồ thị này. Đây này, trong thùng hở nó sẽ có hai cái đỉnh cộng hưởng này. Cái điểm nào mà thấp nhất là chính là tần số cộng hưởng của thùng hở. Rồi, đây con trỏ đây. Đấy, nhìn cái điện trở đấy nó nhỏ nhất. 8039 36 35. 35 là nhỏ nhất. Đúng không? 35 nhỏ nhất. Đấy, tức là cộng hưởng ở 25,52 Hz. Đây nó để 26,38 Hz. Tất nhiên nó có khác nhau tí, không chính xác tuyệt đối đâu. Đấy. Đây là tần số cộng hưởng này. Còn đây bây giờ muốn xem thanh áp của củ loa này ra được bao nhiêu nhá. Đây ta lạc vào khoảng độ 30V chắc là điện áp.
Ôi, bao nhiêu vườn méo mũ rồi. 25. 25V. 25V là xuất hiện méo. Đây này. Cái điểm mà nó đen đen mờ mờ này là méo này. Đấy, 20V. Đây. Trong vòng 20V là loa này làm việc tiến tính. 20V là nếu mà 20 bình phương là 400 chia 8 mà. Đấy, được có 50W rồi. Đấy. Là đánh là ngon lành rồi. 50W là công suất. Không, nhưng quan trọng là cái thanh áp này ra chứ không phải quan trọng là công suất. 50W nhưng mà thanh áp lúc này nó ra cực đại là bao nhiêu? 109,8 gọi là 110 decibel. Nhức đầu rồi. 110 decibel thì có thể là biểu diễn được một góc sân hợp tác xã đấy, không phải đùa đâu. Vì 130 decibel là thanh áp là nguy hiểm. Chứ 110 decibel là cũng một thanh áp lớn đấy. Thôi đấy, bây giờ cái này đo thế giải tần của nó một tí nhỉ. Vâng. Xem đáp tiến tần số của nó ra làm sao. Đó nó tiến tần số cho này nó qua thôi, nó đáp thì nó không. Bát thì nó chỉ thể hiện dưới, mình cắt dưới 300 Hz thì nó không nghiêm trọng lắm. Dưới 300 Hz là nó báo nó tuân thủ theo cái thùng theo mình tính toán nên là chính xác. Vâng. Nhưng mà trên 300 Hz thì bắt đầu màng nó mới gây ra sự cố đập tuyến linh tinh nó méo kẹt ở trên. Đây là mình thử đo cho nó như thế nào thôi, chứ cái này đo chỉ là không phải là yếu tố quan trọng. Thanh áp đối với loa, đáp tuyến tần số đối với loa bát không phải là yếu tố quan trọng. Vẫn cái phẳng lì mới đau tôi. Chúng bỏ mấy cái đường cũ. Xóa đi hết đi. Giữ lại cái đường chính. Tại sao loa vào tay mình làm vẫn cái màng nó lại cứ phẳng nhỉ? Tại sao nó thế nhỉ? Mình cũng chả hiểu tại sao mình lại làm phải như thế. Cái thần phù hộ đấy chứ. Đây từ giải 3.000 nữa nè. Đấy. Nhưng mà mình cắt từ trên đây đi rồi thì phẳng chỗ đấy bằng thừa. Bây giờ mang cái củ scan pick, scan speaker hoặc là JBL có củ nó vọt đỉnh lên đến 12 decibel. Cho có ông thợ amateur mà phân tần thì cắt làm sao được cái tần số nó vọt lên cao như thế. Đây của mình để không nó đã phẳng. Đây cái phần dưới này là do cho thùng vớ vẩn này này. Nếu mà cho thùng chuẩn của nó là nó sẽ phẳng kéo dài như thế này này. Đấy. Đấy thế nhé, chứ đừng có huyền thoại cứ phải mua củ loa Tây. Củ loa mình hoàn toàn là đáp ứng đi nhu cầu để đáp chất lượng cao. Một thùng loa mà tần số cắt xuống đến 40Hz thì không phải là chuyện đùa đâu. Cái loa này mà dựng lên nếu mà quảng cáo giải tần mà nó xuống 6 dB ở tần số ấy thì nó loa phải xuống khoảng 30Hz. Thế mình có thể quảng cáo là loa tôi là từ 30Hz cho đến bao nhiêu Hz là tùy theo cái loa test nhé, đây nhé. Mình cho nó xuống đến 3 dB nhé. À đây lột lạp lại 1W đi. À 2,87. 2,87V. 83V. Ở đây thanh áp đang là 92,8 dB. Bao giờ xuống đến 87 dB tức là trong giải tần.
Đấy, tần số là 32,88 Hz, tức là giải tần từ 32,88 Hz trở lên. Đẹp luôn. Đấy, đây là một thùng loa rất trầm, không kém những cái thùng loa vài trăm triệu mấy bạc tỷ của Tây đấy. Chỉ tội là công suất hơi yếu. Công suất là... ở tần số này đừng có đánh quá 50 Hz, à 50 W. Nhưng mà là gia đình thì là... nhưng mà trong gia đình thì thường nghe, không không nghe nổi đâu. Chứ còn tự ra biểu diễn thì hơi kém tắm một tí. Thôi chúng ta củ loa thế là tốt rồi. Kết thúc đây nhỉ. Đấy nhá, bên sau có cần củ loa chung loa bát thì đến đây nhá, loa chung loa bát. Đến đây tuyệt vời luôn. Còn hơn cả loa hãng. Các tham số ở đây là đầy đủ hết. Tây nó có tham số nào thì mình có hết tham số đấy. Phải. Tắt.